Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay chúng ta lại tiếp tục học với nhau trong cái giáo trình SEO và Internet Marketing. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài 2 của SEO quảng cáo này. Và thì xuyên suốt bài 2 là nó sẽ dạy về vấn đề là SEO on page và khó nhất, nhiều vấn đề rắc rối nhất. Thì các bạn thì cái bài này nó hơi kéo dài, thì các bạn phải chú ý nghiên cứu từng phần một. Thì phần đầu tiên của cái bài 2A này thì chúng ta sẽ học với nhau về hai cái khái niệm cơ bản chính. Nhất là bạn hiểu về cái cách làm việc của Google. Thì ở đây cái Google làm việc quan trọng nhất đó là con nhện của Google là spider hay là crawler, spy hay là crawl hay là con bọ, spy hay là crawl hay là con bọ đều con nhện hết. Tức là cái thuật toán cách làm việc, cái cỗ máy của Google nó làm việc giống như một con nhện răng tơ, giống như con nhện răng tơ. Các bạn có thể nhìn thấy cái bức tranh ở đây thì các bạn có thể tưởng tượng được ra spider, con nhện của Google, là nó có cái chức năng gì. Thì tên của nó, ý nghĩa công việc của nó là một thành phần để thu thập, nó là một thành phần của thuật toán để thu thập cái dữ liệu về cho Google. Thì đây là cái con nhện và hình thức của nó đang đi thu thập mà các dữ liệu cho Google. Đây các bạn nhìn thấy là nó đi vào những cái XML, những cái trang bài viết, để những cái trang nhỏ, để chia trang nhỏ, trang con, trang đích để lấy các dữ liệu. Và khi một bạn public một cái bài viết thì public một cái trang thì Google sẽ dùng con spider này để lấy nó. Thì Google tung ra rất nhiều các con spider như này để thu thập rất nhiều dữ liệu. Và sau khi thu thập được các dữ liệu thì bằng những URL đấy, thì bằng những URL thì nó sẽ tìm và liên kết các nó tìm và liên kết các trang lại với nhau theo cái URL. Thực ra thì Google nó quét nội dung và nó quét nội dung nhưng nó không hiểu được nội dung là bạn viết cái gì đâu, bởi vì nó là máy móc nên là nó không cần phải hiểu nội dung của bạn viết cái gì, mà nó chỉ hiểu qua các URL liên kết. Cái này là cái quan trọng nhất, URL liên kết. Thì URL các bạn học trong cái bài trước các bạn biết rồi, URL là một đường dẫn, là một đường link, đúng không? Là một đường link, nó đơn giản là chỉ như vậy thôi. Ví dụ như ta có là một đường link. Ví dụ tôi vào youtube.com thì các bạn nhìn thấy cái đường, đây là cái tên của trang web, tên trang web. Đó, thì cái này nó cũng gọi là một đường link, đúng không? Cái này ta học trong bài trước rồi, là đường link. Hoặc là tôi kích vào một cái video. Thì tôi kích vào cái video như này thì bạn thấy là cái đuôi YouTube, cái trang chủ YouTube.com này sẽ có thêm một cái đuôi đằng sau. Thì cái này nó cũng gọi là một đường link. Và cái này là một đường link của một video. Đấy, đường link của một video, đúng không? Thì hay là giả dụ như các bạn viết một bài viết. Viết bài viết, ví dụ hay các bạn có một bài viết trên Facebook, đúng không? Thì đây là cái đường link mà dẫn vào cái trang web của bạn và cái trang Facebook của bạn, đúng không? Một đường link này là đường link bài viết trên trang Facebook của bạn, đúng không? Thì đây cũng là một dạng đường link. Đấy, thì các bạn cái URL chính là một đường link mà thôi, nhưng mà cái quan trọng cái link này là phải liên kết. Muốn liên kết được thì các bạn đặt nó vào trong cái trang mà bạn muốn được nhắc tới, tức là bạn liên kết các trang lại với nhau. Liên kết các trang lại với nhau thì mình sẽ học về cái URL liên kết. Nó yêu cầu các bạn là gì? Các bạn đặt một cái đường link của một cái trang web khác vào trong một trang. Bây giờ ví dụ mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái trang để đặt đường link nhé. Giả dụ như mình vào YouTube đi. Ví dụ như các bạn sẽ thấy đây là mình đi vào một cái trang Facebook của mình, đi vào một cái trang video Facebook của mình, và trong cái phần mô tả này mình đặt những cái link liên kết. Các bạn nhìn thấy link liên kết này, link này là link đăng ký này. Đấy. Link các danh sách phát của mình này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Link blog này, link Facebook này. Đấy. Đây là link PayPal này. Đấy gọi là các link liên kết các bạn. Đấy. Thì có rất nhiều các kiểu đường link như vậy. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy đường link này. Đây đường link này. Đấy, nhìn chưa? Đây là chính là những đường link. Kích vào đây nó sẽ ra cái bài viết khác. Đấy, các bạn sẽ thấy chưa? Thì cái điều quan trọng nhất của SEO chính là cái này. Bởi vì sao? Bởi vì cái con spider đấy, các bạn nhìn thấy con spider này. Cái con spider này nó chỉ thu thập dữ liệu được
Nó chỉ liên kết các dữ liệu lại với nhau được khi mà có URL liên kết. Và khi thu thập được ấy, thì con Spider này sẽ phân chia các dữ liệu trang trong cái bộ nhớ của nó theo cái URL liên kết này. Các bạn sẽ thấy là cái URL liên kết có quan trọng, rất là quan trọng, bởi vì một trang sẽ được đánh giá uy tín khi mà có nhiều trang khác nhắc đến nó, có nhiều trang khác nhắc đến nó. Ví dụ những cái trang được nhắc đến này là những cái trang đang được làm SEO. Thì khi mà cái trang này nó nhắc đến cái trang khác, cái trang này nó bản thân nó sẽ bị yếu đi. Vậy thì phải có một, nếu như muốn SEO cái trang này lên thì phải có một thằng khác để nhắc đến cái đường link của trang này. Các bạn sẽ nhớ là như vậy. Tức là bạn phải liên kết cho nhau, và thằng nào được liên kết nhiều, thằng đó sẽ rất là mạnh, sẽ rất là mạnh. Google sẽ sắp xếp được, sẽ lưu trữ, sẽ cất giữ nó đúng với cái thứ tự, đúng với cái mà bạn liên kết cho nó. Nên là trong một bài viết các bạn đặt là URL liên kết vào thì các bạn phải nhớ là chỉ có khi các bạn đặt link thì con nhện ấy nó mới điều hướng được. Link liên kết là điều phải có, vì khi bạn đặt link thì chính là cách mà cái con nhện nó sẽ điều hướng, nó sẽ chỉ dẫn, là nó sẽ có chỉ dẫn và có đường để đi, có một cái lối cho con thuật toán của con nhện này, con Google này nó đi. Thì các bạn phải cố gắng đặt nhiều link vào, nhưng mà đừng đặt quá nhé, đừng đặt quá, đừng đặt, nhưng mà đừng đặt quá, đừng đặt quá nhiều hơn 10 link, 10 link. Khuyên dùng là 5 link. Cái là URL link là cái mà đường dẫn để vào một cái trang web khác. Liên kết chúng lại với nhau ấy, thì bằng cách là các bạn đặt những cái link này vào những cái trang, ví dụ đặt đường dẫn của trang A vào trang B, rồi đặt đường dẫn của trang B vào trang A để nó liên kết với nhau, để liên kết với nhau, nó dẫn cho nhau. Thì các bạn không đặt quá 10 link và khuyên dùng là 5 link. Đặt nhiều quá thì nó bị yếu, cái bài viết nó bị yếu, nó bị sụt giảm rất nhiều. Đấy, còn các bạn có thể đặt 100 link cũng được, không sao cả, 100 hay là 1000 link cũng được. Nếu các bạn thích đặt thì đặt, không sao cả. Chỉ là đặt nhiều quá thì nó bị rối lên thôi. Cái thứ hai là các bạn phải phân biệt được cho mình là có internal link là link nội bộ, và external link là link ra ngoài, link ra ngoài. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần link nội bộ và link ra ngoài là cái gì, thì các bạn sẽ đọc với mình ở cái bên dưới này, viết ở đây. Thì link nội bộ là link mà mang đường dẫn của các trang web khác nhau trong đúng cái website địa chỉ tên miền đó. Hãy tích cực đi link nội bộ vì nó làm tăng sức mạnh của trang web đường dẫn mình. Các bạn phải hiểu là link nội bộ là cái đường dẫn link của những trang web khác nhau, tức là của những bài viết khác nhau, nhưng trong một cái website thôi, trong một website thôi. Trong định nghĩa về website là gì thì các bạn đã hiểu thế nào là website, thế nào là trang web, đúng không? Thì các bạn hãy nhớ là đặt những trang web, những trang bài viết của một cái website đó trong cho các bài viết trong website đó với nhau, hiểu không? Vì một trang ấy sẽ được đánh giá, các bạn cứ phải nhớ cái URL liên kết này, là một trang sẽ được đánh giá uy tín khi có nhiều trang web khác nhắc đến nó. Phải nhớ như vậy. Phải nhớ như vậy. Một trang web sẽ được đánh giá uy tín khi có nhiều trang web khác nhắc đến nó. Nên các bạn phải nhắc đến những trang web khác, nhắc đến những bài viết khác để nó được tuần hoàn, để hàng con nhện này nó có thể sắp xếp, nó có thể di chuyển được. Còn link thoát là đường link của một trang web khác, của một trang web khác. Loại link này sẽ làm giảm sức mạnh của trang web chính. Chúng ta hãy đặt chế độ unfollow, low follow cho loại link này. Đấy thì các bạn hiểu là cái link ra ngoài đấy, là cái link của người, của cái trang web khác của người khác. Thì giờ mình ví dụ các bạn xem link nội bộ và link ra ngoài là như thế nào. Link nội bộ là link ra ngoài là như thế nào, thì bây giờ là sẽ cho các bạn hiểu được nhé. Giả dụ bây giờ mình sẽ vào YouTube, thì các bạn biết là youtube.com là trang chủ, đúng không? Trang chủ thì tất cả những cái thằng, thì tất cả những đường link nào, đường link nào, tất cả những đường link nào có cái đầu là youtube.com, có cái đầu là http này, www.youtube.com này, bạn hiểu chưa? Thì tất cả những thằng nào có cái đuôi không cần biết, chỉ cần cái đầu của nó là cái trang chủ đích này, thì tất cả những cái trang web có cái đầu này, tất cả những trang web có cái đầu này, tất cả những trang con có cái đầu này, thì đấy gọi là link nội bộ. Link nội bộ, link ra ngoài, link ra ngoài ví dụ như cái dưới cái video này họ đặt một cái đường link của
https song link đúng không, https song link này. Các bạn nhìn thấy là cái đường link này nó dẫn ra ngoài, dẫn ra ngoài thì đây là link ra ngoài, link ra ngoài. Link nội bộ là link ở bên trong cái website đó, bên trong cái website đó tất cả những cái bài viết các bạn đặt là bên trong website. Còn link thoát là link thoát ra ngoài, là sang một website khác, thì đó là link nội bộ và link thì lọc của nó. Các bạn là nếu các bạn đặt link ấy vào một cái trang web nào thì trang web đó sẽ được đánh giá uy tín. Ví dụ có nhiều người nhắc đến Lộc thì Lộc sẽ trở nên nổi tiếng, ví dụ thế. Bây giờ cái đường dẫn của trang A được đặt trong khoảng 100 trang viết, 100 bài viết, 100 trang web khác nhau, thì cái trang A đó nó rất là nổi tiếng, nó sẽ rất là được uy tín, rất là được uy tín, rất là uy tín. Cho nên là các bạn đặt link thì nhớ là đặt link nội bộ, đặt link nội bộ, tức là link của trang web mình thôi, đừng đặt link của người khác. Thì hãy dùng chế độ unfollow, nhớ là dùng chế độ unfollow. Unfollow có nghĩa gì? Follow có nghĩa là đi theo hay là theo đuổi. Unfollow có nghĩa là không theo đuổi, không theo đuổi, để cho cái trang web mà bạn nhắc tới đấy nó không lấy điểm SEO của cái trang web của bạn, bởi vì nó là trang web người khác, là trang web của khác, đúng không? Mà các bạn đặt link của người khác vào cái trang web của mình thì nó sẽ ăn điểm SEO từ cái trang web của mình ăn đi. Thì cho nên là nếu như các bạn làm như vậy thì cái trang web của bạn sẽ là trang web yếu, tức là trang web vệ tinh của người khác mà thôi. Tức là Google sẽ nhầm hiểu là bạn là vệ tinh của người khác. Cho nên là các bạn phải đặt unfollow để Google hiểu được là bạn không phải là vệ tinh của người khác. Thì cái điểm SEO của bạn sẽ được giữ cho bạn. Nhớ cái cốt yếu quan trọng ở đây là một trang web sẽ được đánh giá uy tín khi có nhiều trang web khác nhắc đến nó. Cho nên các bạn phải đặt thật nhiều link nội bộ. Đặt thật nhiều link nội bộ. Và các bạn có thể dùng cái trang web của mình và đặt vào cái comment của cái bài viết của người khác, đúng không? Cái link của mình. Nhưng mà đối với YouTube hay một số cái trang thì đặt link của mình vào website người khác thì thành spam, thành lỗi. Các bạn phải liên kết URL link, phải đặt nhiều link liên kết URL để cho cái con nhện này nó có thể tìm kiếm và liên kết và lưu trữ và sắp xếp. Nhưng mà các bạn phải cố gắng là đặt những link nội bộ, cố gắng đặt link nội bộ. Đặt link ra ngoài được không? Được, nhưng phải để chế độ unfollow. Đấy thì các bạn phải cố gắng viết bài như vậy để các bạn có thể hiểu. Thì đó là cái bài đầu tiên cho cái SEO on page. SEO on page các bạn phải quan trọng nhất là việc phải làm, phải luôn nhớ làm, đó chính là đặt URL link liên kết, phải đặt link liên kết URL, phải liên kết các link với nhau, liên kết các trang bài viết và mọi thứ với nhau, để cho cái con nhện spider, con nhện này nó có thể di chuyển được, nó có thể thu thập dữ liệu được. Thì đây là cái phần quan trọng nhất trong cái SEO on page. Đấy thì các bạn phải cố gắng đặt cái URL link liên kết nhá. Cố gắng đặt URL link liên kết. Tất cả phải cố gắng nhớ đặt URL link liên kết để có thể liên kết được với nhau. Thì đó là cái bài đầu tiên. Và cả thế các bạn làm YouTube, xem YouTube cũng thế. Các bạn phải cố gắng đặt những đường link nội bộ, như là cái anh C-Voy này, cái anh C-Voy này không đặt link liên kết nội bộ này. Các bạn không thấy link YouTube nội bộ này. Không thấy link YouTube nội bộ. Đúng không? Các bạn sẽ thấy như mình là mình sẽ có những link nội bộ. Ông này đặt quá nhiều link ra ngoài mà lại không đặt link nội bộ nên là điểm SEO nó không tốt lắm. Đấy. Như vậy là điểm SEO nó sẽ không được tuyệt vời lắm, đúng không? Như mặc dầu. Các bạn sẽ thấy như vậy. Như mặc dầu. Đây các bạn sẽ thấy là đây là những link nội bộ này. Mình đã để thẻ, đây là thẻ nội bộ, đúng không? Thẻ thì không nói, YouTube nó có cái chế độ thẻ này. Đây là đăng ký chính là một link nội bộ, đúng không? Các danh sách phát sẽ là những link nội bộ. Đấy. Mình chỉ là rút gọn link đến nó thành bit.ly thôi. Tất cả sẽ về với YouTube hết. Các bạn sẽ thấy chưa? Đây là link nội bộ. Thì đấy, các bạn phải cố gắng đặt vào trong cái website như thế thôi. Trong website như thế thôi. Nhưng cái này nó bị lỗi. Trong website nó cũng thế thôi. Các bạn cứ xem các website khác họ cũng sẽ đặt những link nội bộ của họ thôi. Ai cũng vậy.